Em chào các bác. Hôm nay em đi lấy cái kỳ long điền về. Những cái long điền mới đầu em em lấy của cái bác mà lúc ấy giao hoa ở đây này. Giao hoa cái đầu này có một bông hoa ấy. Em quay ở cái hồi tháng tháng 5, tháng 6. Thì nó bé này mà bây giờ nó lớn này các bác. Long điền là một cây của Lâm Đồng, có thân bộ thân thủ là xanh sạch tuyệt đối rồi. Cái này không phải bàn. Thân thủ nó cũng rất là đẹp. Nó em bán cái kỳ này, em giữ lại cây này làm giống, còn em bán cái kỳ này cao 20 phân, em bán 500 các bác nhé. Cái cây long điền này em lấy về lâu rồi nhưng mà em gửi do đợt dịch bệnh ấy, em không ra được, bây giờ em mới ra lấy được này, lấy được kỳ long điền. Em sẽ cắt ở phần này, sẽ cắt từ đất 1, 2, 3 để phần này thì các bác sẽ sang năm, nếu các bác có thể kích hoa, kích kỳ đầu ngọn thì có thể kích cây này. Còn cây này thì nó cũng tương đối thắt ngọn, có thể về mình có thể về và mình chăm thì sang năm là mình sẽ có một chậu cũng đây một cái nó thế này thì một trong vòng khoảng vài tháng thôi em không ra mà nó thế này thì nếu kỳ này thì nó sẽ phải hơn thế này hoặc có thể nhiều kỳ hơn nữa đấy. Những kỳ này ngày trước cũng khoảng vài triệu một kỳ nhưng bây giờ thì 500 thôi. Hai là một cây đại tướng, đây là một cây đại tướng, em qua thì tiện em lấy luôn. Đây cây đại tướng này thì em chiều cao của nó là vào khoảng 8-90 phân. Cây đại tướng và cây phú thọ thì đầu tiên là họ tính vào làm một, nhưng về sau đại tướng này đắt hơn thế là họ tính làm hai. Cây đại tướng này thì cũng là gần như là xanh sạch khi mà nó phát triển chiều dài, nhưng mà cái những cái phần ngấn ngấn tím tím này có một ít, khi mà càng ăn nắng nhiều thì nó sẽ càng càng tím hơn. Đấy, cái lá của nó thì cũng la lá như là phú thọ. Chỉ có điều nó không có cái kiểu như là gọi là lỗi lá ấy. Kiểu như nó không có xoáy vòng tròn như là lá phú thọ. Đấy, còn hoa thì nó giống, cây này cũng có nguồn gốc từ phú thọ. Chậu này 80 phân em bán 1.300.000. Đấy, 1.300.000 là các bác có thể có một chậu to tướng này rồi. Đấy. Còn có một kỳ nhỏ này, bác nào lấy cả 3, lấy 1.300.000 thì em tặng cái kỳ nhỏ đại tướng này. Còn nếu không các bác lấy lẻ thì cái kỳ đại tướng bé này bán 100. Đấy, hôm nay em ra thành phố. Còn đây là cây cây mít Tam Nguyên. Có khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kỳ mít Tam Nguyên. Cộng với cả một kỳ bẹt Ngọc Viễn Đông. Cây này là em ra mua hàng thì bác ấy tặng cho em. Tặng cho em về em bán 200.000 các bác, hai cái này. Đấy, cái này bác ấy tặng cho em để em trồng chơi nhưng mà em bán lấy tiền ạ. Đấy. Đấy là kỳ điệp. Còn hôm nay bên em có thêm vàng cánh bầu Hải Phòng nữa. Vàng cánh bầu Hải Phòng bây giờ 100.000 một thân tơ các bác nhá. Đấy, một thân tơ là 100.000 một thân. Còn nếu có măng là 120. Đây, cái chậu này có măng này là 120 này. Vàng cánh bầu Hải Phòng có bản lá cứng, khá là cây này khá là thấp. Đặc biệt là đẻ rất là khỏe. Đấy, 80.000 một thân. Các bác nên lấy hai thân thì em bao ship cho. Một thân thì vẫn phải giả ship. Hai thân thì được bao ship. Còn tuyết ngọc thì là 200 một mẹ một con. Còn một thân là 180. Đấy, một thân tơ là 180, còn mẹ con như này là 200. Đấy là tuyết ngọc. Tuyết ngọc, còn bên này của em là thái số 3. Cái này bán rồi. Đây còn cây thái số 3 số xấu này. Cây này 300 để các bác làm giống. Cây này cũng 300. Đấy, cây thái số 3 này. Cây này nếu mà nó lên hai thân đẹp nữa thì sang năm đẹp lắm các bác. Đấy, rất là tiềm năng. 300. Đây là kiếm Việt và kiếm Thái. Ở đây thì em còn một thân Ngọc Khánh này. Mẹ con Ngọc Khánh này 300. Cây này có xuất xứ từ rừng Bắc Cạn. Đấy, chỉ 300.000 thôi. Chậu gỗ em vẫn có nhiều nhá, nhưng năm nay thì chỉ còn chậu nhãn, chậu nghiến thì không. Chậu nghiến do đó là một cái sản phẩm ở trong nhóm 2 cho nên là không thể nào mà vận chuyển đi được. Có thể sẽ bị xử lý hình sự nên là thôi. Em bán cái chậu nhãn đi.
Nhãn này thì là phi 20, cả bí cả sen. Phi 20 là 40.000 một cái, phi 25 là 45, phi 30 là 55. Đấy. Đấy, phi 30 to như này là có 55.000. Nhưng mà các bác phải lấy từ 10 cái mới được bao ship các bác. Còn nếu mà lấy lẻ đắt lắm. Em sẽ gửi từ xưởng đi. Bên này vẫn là cát lục đại thượng. Lục đại thượng vua rồng xanh. Lục đại thượng vua rồng xanh mới... Đây vua rồng xanh. Vua rồng xanh với cả vua cương sơn. Mấy tú cầu cam, tú cầu vàng. Đấy, em đều thanh lý một combo 5 giống là 250 bao ship. Đấy, cũng sắp hết rồi các bác tranh thủ lấy. Vì em bán rất là rẻ, giá với giá mức giá là thanh lý thôi. Bên trên kia thì em trồng kỳ phi điệp hết rồi. Vườn của em đợt này rất là gọn gàng và sạch sẽ. Đây cái lưới Nhật này, trải thảm sạch sẽ như này nó vá khá nhiều miếng. Tuy nhiên khi mà trải thì mình quét cũng dễ. Và đặc biệt là những cái hơi ẩm ở dưới nó không bốc lên. Không bốc lên theo cái số lượng nhiều. Khi nó không bốc lên thì vườn của các bác sẽ không bị ẩm. Thì lúc đấy là vi khuẩn, nấm và dẹp nó sẽ không phát triển được. Cái lưới này rất là tốt. Có 120 một tấm rồi. Đấy em sử dụng toàn bộ vườn bằng cái lưới này. Nhìn nó rất là sạch sẽ. Bên trong này thì em vừa có chậu Huế này. Vừa là một chậu Huế. Còn đây là môi hồng Thái Nguyên. Môi hồng Thái Nguyên 500 một thân. Đấy, thân môi hồng Thái Nguyên này rất là to các bạn. Đấy, chỉ có 500 một thân thôi. Còn đây là mấy cây Phú Thọ bé bé này thôi, em để 100, không bán nữa. Để Phú Thọ này các bạn này. Đấy nhà em còn hai chậu Phú Thọ này. À đây còn kia Hà Đông này. Kia trắng Hà Đông này 100.000, bác nào lấy thì bảo em nhé. 100.000 một kia trắng Hà Đông. Cây này ngày trước nổi tiếng lắm, bây giờ thì bớt rồi. Đấy trắng Hà Đông. Còn thân Chí Sần này 2.500.000 này. Đấy, một thân này làm giống thân tơ, có 2.500.000 này. Đấy. Còn Huế Sần. Huế Sần thì em bán cặp này thân tủ to, mông má đẹp này. Đấy, đang nụ này. Có 3 triệu một cặp. Cặp này 3 triệu là ok nó có ạ. Đấy còn lại là ở đây thì em có một số loại kiếm như là đây là cây này là cây cánh bầu lưỡi hồng này. Cây này em bán 150 đây. Đấy, cây cánh bầu lưỡi hồng này 150. Còn thân tơ đẹp như này là 200. Thân tơ đẹp như này 200. Cánh bầu lưỡi hồng. Đây là cây của Thái. Đấy còn lại là các loại vật tư hoa lan. Các loại vật tư hoa lan. Các loại vật tư hoa lan như là phân chì Nhật này, phân trắng Nhật, phân vàng. Đấy, phân vàng Mỹ này là 120 một cân. Phân trắng Nhật 201 cân. Các loại vật tư các bác cứ lấy 200.000 là sẽ được bao ship. Rất là ok. Giống cả các bác.